Bọn nhóc uống gì mà say mê quá vậy ta? Nhìn chúng uống thật ngon. Chặn đường lấy một túi cho ta. Muốn uống cun hả? Làm sao để mở đây? Dễ mà, xé ở đây. Đưa đây cho ta. Đưa cho ta. Cun à, để đồ xem. Ông đang làm gì vậy? Ta sẽ nghiên cứu ra một loại sữa thay thế cho sữa cun, rồi ta sẽ điều khiển được lũ nhóc. Mình sẽ tìm ra cách để bảo vệ mọi người và nông trại. Ta sẽ tiêu diệt cái nông trại kia, tấn công! Lũ nhóc đã bị lão đơ điều khiển. Chuyện gì vậy? Ôi ba ba! Chờ em với! Ôi sợ quá! Có anh đây! Tại sao mình lại ở đây? Mình hiểu rồi. Ba ba, có cách. Hãy cho các bạn uống sữa cun từ những con bò vui vẻ. Để trái tim robot trở lại thành người. Ba ba ơi, phải cho lão đơn một bài học. Quái gì vậy? Sao lại đuổi ta chứ? Ôi, cun à, không! Cun à, để rồi xem!